Xin được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể quý thầy cô và các bạn. Và như đã chia sẻ thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn chi tiết các cách các thầy cô có thể là tạo ra các thiết kế bài giảng, thuyết trình của riêng mình. Thì thực ra là nó rất là đơn giản thôi. Chỉ cần các thầy cô chúng ta theo dõi và làm theo chi tiết cái video này thì các thầy cô sẽ hoàn toàn có thể tự tạo ra những cái bài giảng, thuyết trình như ý của mình thầy cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết. Thì trong cái bài giảng ngày nay mình sẽ hướng dẫn thầy cô 7 cái bước cơ bản như này. Thứ nhất là sẽ hướng dẫn thầy cô format background, định dạng khung nền. Thứ hai là hướng dẫn chọn và tạo hiệu ứng cho chữ. Thứ ba là hướng dẫn chèn ảnh tĩnh động, chỉnh sửa ảnh, tạo hiệu ứng cho ảnh. Thứ tư hướng dẫn chèn âm thanh vào từng file ảnh và chữ. Thứ năm là hướng dẫn chèn video và audio vào slide. Thứ sáu là hướng dẫn chuyển đến quay lại slide theo ý mình. Và thứ bảy là hướng dẫn tạo hiệu ứng cho cả slide. Thì cần thầy cô thông thạo 7 cái bước này, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn sẽ tạo ra được những cái bản PowerPoint như ý của mình ạ. Rồi bây giờ sẽ là bước thứ nhất, đúng không ạ? Là sẽ hướng dẫn format background, định dạng khung nền. Thì ở đây mình sẽ mở một cái bản PowerPoint mới lên thầy cô để thầy cô quan sát nhé. Rồi, bộ Office mình đang dùng đây là 2013 thầy cô nhé. Thì các thầy cô nào mà sử dụng Office thấp hơn thì nó sẽ có một cái số những cái mục này, trong một số những mục này nó sẽ ít chức năng hơn thầy cô nhé. Đấy, nếu thầy cô sử dụng cái bản mà Office 2010 trở lên thì tính năng nó sẽ khá tương đồng rồi. 2007 thì nó sẽ ít hơn. Thì thầy cô có thể là gỡ bỏ bản cũ đi, sau đó tải bộ Office mới 2013 này về 2015 chẳng hạn, thầy cô cài vào. Hoặc là nếu thầy cô mà không cài được thì thầy cô có thể nhờ các giáo viên tin học trong trường hoặc là ra các tiệm máy tính thì họ sẽ cài cho thầy cô. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn, sau khi mình mở lên thì nó sẽ ra con nền trắng này, đúng không ạ? Cái background phía sau này là trắng này, nó không có gì cả. Thì để thay cái nền này đi, đúng không ạ? Nó sẽ có hai cách. Cách thủ công là thầy cô vào cái thư mục insert này, vào cái mục picture này, và cái thầy cô tìm đến cái phần giữ ảnh của mình. Các thầy cô bấm chuột trái mà bấm insert thì ảnh nó ra đây. Sau đó có thầy cô để vào góc này, đúng không ạ? Đó, các thầy cô điều chỉnh, các thầy cô kéo ra, cho nó kín hết slide đi. Thì cách này là cách thủ công thầy cô nhá. Đấy, thì mình cứ hướng dẫn thầy cô cả hai cách đi. Đấy, mình kéo ra này chẳng hạn. Thế như cái ảnh này là nó bị cái ảnh này nó cũng bị viền trắng này, nó tràn viền trắng bên ngoài này. Đấy, để mình tìm cái ảnh khác thầy cô nhá. Để mình lấy cái ảnh khác cho nó không có cái viền trắng nhìn nó dễ. Đây, ví dụ ảnh không này. Rồi đây, đây mình để đúng vào cái mép này, mình kéo ra. Đây là cách một thầy cô nhá. Thì cái cách này là cách thủ công. Nhưng cái cách này nó có cái nhược điểm là ví giả sử trong quá trình mình làm mà mình có thể nhỡ tay, đúng không ạ, hoặc mình dính chuột chẳng hạn thì nó sẽ bị xê dịch cái ảnh này, mình lại mất công kéo lại đó. Cho nên là mình không khuyến khích thầy cô sử dụng cách này, mà cái cách này là chúng ta sẽ sử dụng cái định dạng hẳn như này cơ, định dạng hẳn cái nền này. Thì thầy cô để cái chuột vào cho nền trắng này, thầy cô đừng để vào ô này nhé, vì trong này là ô ánh chữ. Thầy cô để hẳn ra ngoài này, bấm chuột phải, thầy cô vào cái mục format background này cuối cùng này, thầy cô bấm vào picture tức là ảnh ấy, vào cái mục file để tìm đến cái nơi mà mình lưu giữ ảnh. Đấy, thì những cái ảnh nền này thì thầy cô có thể tải trên mạng về rất nhiều thầy cô nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái ảnh lại, cái ảnh ấy bảng này đây chẳng hạn. Mình insert nó vào. Mình chọn ảnh xong mình, đây thầy cô nhé, mình chọn ảnh xong mình bấm cái mục insert này nhé, hoặc thầy cô thể nháy đúp chuột. Đó, thì ảnh sẽ ra đây. Như thầy cô thấy ở đây thì khi ảnh nó ra thì nó vẫn còn hai viền, đúng không ạ? Thì mình ở lúc này mình hoàn toàn có thể mình điều chỉnh được. Đấy, ví dụ như chỗ này thầy cô có thể điều chỉnh độ sáng lên, độ mờ của nó này. Đấy, nó mờ ra này, độ mờ nó. Đấy, hoặc đây là trái này, trái phải này. Đấy, rồi trên, ở phía trên, phía dưới này. Đấy, thì giả sử như đây nó đang -19, đúng không ạ? Mình có thể cho về 0. À, 0 thì nó là, nó sẽ co lên này, đúng không ạ? Thế nên nó phải trừ để nó rộng ra. Để mình giữ nguyên đi.
Đấy, mình cứ điều chỉnh để thầy cô nhé. Đấy, cái này mình cứ theo điều chỉnh, tự điều chỉnh thôi. Trái phải đó. Mình cứ mở nó ra cho nó hết viền ra. Đúng không ạ? Bây giờ những cái slide này là nó vừa khít cái bảng là rất đẹp đúng không ạ? Bây giờ thầy cô muốn là tất cả các slide mà nó đều là cái bảng này thì thầy cô sẽ bấm cái mục Apply to all. Đấy. Thì khi mà thầy cô tạo một cái slide mới, đúng không ạ? Thầy cô bấm vào New slide này. Thầy cô tạo cái slide mới. Thì chữ này mình hướng dẫn luôn thầy cô nhé, là tạo slide mới thì mình sẽ bấm một cái mũi tên này cho nó sổ để thầy cô, tùy thầy cô chọn cái hình thức cái slide mới ra. Ví dụ như hình thức mặc định của nó đây, như bên ngoài này này, nó sẽ là tiêu đề và nội dung. Còn ở đây ví dụ như này là nó sẽ là có cả tiêu đề hình ảnh rồi, chèn cả đây. Tiêu đề ảnh, biểu đồ vân vân có tất nhé. Hoặc cái này là trống không là không có gì cả. Ví dụ này là không có gì cả. Đấy. Mình muốn viết chữ thì mình lại phải lên bấm chữ A này, mình quét ra đây cho mình nghe chữ. Thì tùy thầy cô lựa chọn nhé. Rồi. Đấy, như vậy thì cô bấm bao nhiêu cái slide ra thì nó đều là cái bảng này tất đúng không ạ? Đấy. Thì bây giờ mà mình muốn ở tại một cái slide bất kỳ nào mà mình muốn định dạng riêng một slide thôi thì cô chọn slide đấy. Ví dụ như là cái slide thứ hai này chẳng hạn, đây là mình muốn một cái nền khác thì mình vẫn bấm một cái ảnh vào cái bấm slide thứ hai, bấm chuột phải này, bấm format background này, picture, chọn file. Rồi bây giờ sẽ chọn một cái ảnh đây, cái ảnh mình hay dùng đây thầy cô này. Đấy. Đấy thì nó ra đây rồi, thì thầy cô có thể lại điều chỉnh đấy, nó trừ này là hoặc là cộng lên, tức là nó không phải nguyên bản nó, mình trừ về nguyên bản nó đi. Đấy. Ví dụ như này, một số ảnh nó có những cái chữ như này này, là chữ của những cái người mà người ta thiết kế cái ảnh này, thì thầy cô có thể giấu đi, mình đẩy xuống. Đấy, thế như vậy là nhìn đây nó không còn gì nữa. Đấy. Thì lúc này thầy cô đừng cứ bấm cái chữ Apply to all này, đúng không? Vì Apply to all này là nó áp dụng cho tất cả các slide trong bài, đúng không? Định dạng cho tất cả. Còn mình chỉ muốn cái chỗ này thôi thì mình để nguyên này thôi, mình tắt đi. Đấy, như vậy sao? Mình không lo gì cái ảnh bị xê dịch gì nữa đúng không ạ? Bởi vì đây nó đã format, nó định dạng lại cái slide này rồi, chứ nó không phải là chèn cái ảnh ấy vào. Đúng không ạ? Đấy, như vậy cái phần thứ nhất là cái phần định dạng ảnh thầy cô nhá. Định dạng phông nền này là như vậy là xong này. Cái phần thứ hai là hướng dẫn chọn và tạo hiệu ứng cho chữ. Đúng không ạ? Đây ví dụ như đây. Chúng ta cũng tạo những hiệu ứng cho chữ như này chẳng hạn đây. Đấy, chữ có chân bóng này, màu sắc này, vân vân, hoặc là đây chữ động đậy này, rồi thì đây mình nãy mình chọn là cái ở new slide này mình chọn là không có chữ, thì muốn có chữ thì thầy cô bấm chữ A này để mình viết, ví dụ là như này, bật cáp lốc lên viết hoa này, chào mừng quý thầy cô này và các bạn chẳng hạn. Đấy, bây giờ mình muốn cái chữ này màu gì đúng không ạ? Nhất là phông chữ đi đã. Thì ở đây xin chia sẻ với thầy cô là chúng ta nên sử dụng cái phông chữ Tahoma thầy cô nhé. Cái phông chữ này là cái phông chữ là nó khi nó chạy trên trình duyệt chiếu ấy là nó không bao giờ nó bị lỗi phông cả. Một số cái các phông chữ khác mà khi thầy cô chạy trên cái máy chiếu ấy, là nó không tương thích ấy, là nó sẽ bị mất chữ, mất nét ấy, tức là nét mỏng, nét dày ấy, nó rất là xấu. Thì thầy cô chọn cái phông chữ Tahoma này. Nếu như những cái bản thiết kế của mình, thầy cô xem là nó không bao giờ nó bị lỗi phông chữ cả. Đấy. Đây này, đậm thì thầy cô bấm chữ bờ này, nghiêng bấm chữ y này, muốn có gạch chân bấm chữ u này, mình không muốn thì mình lại tắt đi này, bóng này. Đấy, tùy thầy cô đã chọn nhá. To nhỏ mình điều chỉnh đây, cỡ chữ đây. Hoặc là thầy cô có thể bấm phím Ctrl và phím ngoắc đơn bên trái bên phải, nhấn giữ phím qua Ctrl này hoặc là và giữ và bấm bằng phím ngoắc đơn bên trái bên phải để to nhỏ lên. Nếu là bên trái thì chữ sẽ bé và nếu mà là bên phải chữ sẽ to lên. Đấy, mình thao tác từ trực tiếp bật trên bàn phím. Đấy, vào giữa đúng không? Thì cô bấm phím Ctrl E đây hoặc là thầy cô điều chỉnh như này, canh cái lề chữ này. Đấy, bên trái này, giữa này, bên phải này, cân đối hai bên này. Rồi. Thì mình, nếu mà mình để muốn để chữ thẳng này thầy cô thì mình cứ để này thôi.
xong mình chọn cái màu sắc nào đó cho nó hợp lý chẳng hạn, tùy thầy cô đã chọn nhé. Những cái đề mục này thì thông thường là mình sẽ để cái chữ đậm này lên cho nó nổi rõ hơn thầy cô này. Đấy. Đấy, nếu mình muốn để thường mình cứ để nguyên như vậy. Thế còn bây giờ mình, giả sử mình muốn làm cái tiêu đề này chữ vòng cung như này đúng không ạ, thì mình sẽ vào cái phần format này. Đấy, vào cái thư mục Word Art này. Word Art này để thay đổi kiểu chữ thầy cô nhá. Để thầy cô không muốn Word Art thì thầy cô cứ để ngoài này cũng được. Ví dụ như để ngoài như này. Thầy cô bấm vào cái mục gọi là Text Effect này. Đấy. Trong này nó có rất nhiều hiệu ứng thì thầy cô tự tìm hiểu giúp mình nha. Ví dụ đây là bóng ở dưới chân này. Đấy. Có ở đây là viền xung quanh này. Đấy, vân vân, hiệu ứng 3D này, chữ 3D này như ngả các kiểu. Còn đây là cái chữ là ngoại vòng cung. Đấy. Thì khi mình bấm ra mình thấy nó chỉ hơi vòng cung thôi, thấy cô muốn vòng cung nhiều thì cô kéo xuống. Đấy, thấy cô thu hai bên này lại. Đấy, thì nó sẽ vòng cung với cô nhá. Chữ thì thầy cô chẳng hạn với cái bé mình to ra thêm. Đấy. Tùy thầy cô kéo nào để nhìn cho nó hợp lý là được. Rồi. Bây giờ mình muốn thêm, giả sử như mình lại thay vào cái chữ Word Art này chẳng hạn, như này chẳng hạn, cho nó sáng hơn được. Mình muốn thay cái màu chữ không phải màu trắng mà sang màu vàng chẳng hạn, thì thầy cô bấm vào chữ Text Fill này, chọn cái màu. Đấy. Text Outline tức là cái viền bên ngoài, thì mình chọn màu gì đó tùy cho nó nổi chữ lên, trắng đỏ xanh vàng tùy. Đấy. Thêm chân thì mình vào cái phần Effect này, thêm cái chân xuống. Đấy. Chân cách xa này, tùy đó. Ở lâu này tức là cái những cái viền bóng bên ngoài đấy, đấy màu xanh này, màu vàng này, xanh nhạt đấy, mình cứ chọn tùy thầy cô chọn nhé, mình chọn là cho nó hài hòa với chữ là được thôi. Đấy. Rồi thứ hai đúng không ạ, bây giờ đến với kênh học liệu âm nhạc đây, mình muốn cái chữ thứ hai đúng không ạ, mình bấm chữ A này, mình bấm chữ A thôi. Đấy, quét ra. Ví dụ này. Đến với kênh như thế học liệu âm nhạc chẳng hạn. Đó, thầy cô muốn nhấc đi đâu thì thầy cô bấm chuột để cho nó ra cái nét liền này này. Đấy, xong đó nó ra cái hình vuông này thì thầy cô bấm giữ chuột trái thì cô nhấc tới đi thôi. Rồi. Phóng to phóng nhỏ ra này. Đấy, thầy cô có thể là bấm phím Ctrl nhá, phím Ctrl và phím cái phím ngoắc đơn bên trái bên phải để to nhỏ, hoặc là thầy cô điều chỉnh này, muốn chữ chọn tag Roma này. Đấy. Màu sắc tùy thầy cô, chọn màu sắc nào đó cho nó hợp lý với mình là được, thế nào mình cảm thấy nó nổi, nó chỗ nó đẹp lên thì thầy cô sử dụng. Đấy. Chỗ này mình chả dùng Word Art, nếu mình không muốn dùng chữ Word Art thì mình để chữ thường, mình xóa bỏ Word Art để thầy cô nhé. Đấy. Màu sắc thì mình lấy ở bên này. Để chữ này chẳng hạn. To thêm được một chút. Đấy. Để tránh đỡ phải chọn cái phông chữ này nhiều lần thì thầy cô có thể thực hiện copy. Đấy, bấm chuột phải vào copy. Đấy, để sang các slide tiếp theo ấy, mình dán vào hoặc mình ra chỗ khác mình dán vào. Đây mình bấm lên mình ra ngoài là mình dán tiếp. Đấy, copy như vậy mình có thêm một dòng chữ nữa đúng không ạ? Mà vẫn là cái chữ Tama này. Khi mà cứ mỗi đến slide thì cô lại vào một cái chữ A này, thì cô viết mới thì nó mặc định nên nó là cái phông Calibri này rất mất đẹp. Hoặc là thầy cô lại vào đây thầy cô mặc định cái phông chữ trong này là Tahoma đi. Đấy. Mặc định trong này ta hô ma đi. Thế thì tùy mỗi thầy cô nhé. Đấy, nhưng mà sang mỗi slide thì nó sẽ lại nhảy sang cái Calibri này thầy cô nhé.
mình chỉ mặc định được tại một slide thôi. Thì tốt nhất là thầy cô cứ copy luôn cho mình ấy, copy luôn cái chữ này sang một slide mới là thầy cô dán vào, thế xong thầy cô sửa, thế là nó vẫn giữ được nguyên như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn thầy cô là chúng ta sẽ tạo hiệu ứng cho chữ này. Đấy. Bây giờ giả sử như mình muốn cái chữ này nó bay ra, thì thầy cô bấm vào cái dòng nào thầy cô muốn bấm tạo hiệu ứng cho cái dòng chữ đó, thì thầy cô bấm vào cái dòng chữ đó nhé. Thầy cô bấm vào cái sang cái viền nó đứt đứt này để cho nó thành hình vuông liền này. Đấy, xong thầy cô bấm vào cái thư mục là animation này. Đấy. Thầy cô vào cái thư mục add animation. Đấy. Ở cái hiệu ứng chữ bay ra thì thầy cô chọn cho mình ở cái ô màu xanh này thầy cô nhá. Mình hiểu được màu xanh này. Đấy. Rồi, nó ra một cái bảng hiệu ứng như này. Thì thầy cô kích kích vào tùy từng cái thầy cô xem cái hiệu ứng là như nào mà thầy cô thấy nó ưng ý nhất thì thầy cô chọn thôi. Đấy. Tùy. Đấy, ví dụ như hiệu ứng này mình để đấy. Ok. Đấy. Rồi, bây giờ mình bấm slide show lên mình kích chuột này. Đấy, chứ nó bày ra đúng không ạ? End show kết thúc này. Rồi bây giờ giả sử như là mình muốn cái chữ này nó bay chậm lại một chút chẳng hạn, hoặc là mình nhanh hơn chẳng hạn, thì thầy cô bấm một cái thư mục Animation Pane này để cho nó hiển thị cái bảng bên này ra. Đúng không ạ? Thì ở đây mới là được một cái dòng này có hiệu ứng thì nó mới hiển thị đây. Đấy, những cái dòng này làm thì nó hiển thị tiếp xuống đây. Đấy. Bây giờ mà muốn bay ra nhanh chậm thì thầy cô bấm vào cái biểu tượng này, hoặc là thầy cô bấm vào bên này. Thầy cô bấm một cái mũi tên này cho nó sổ xuống này. Đấy. Thầy cô bấm một thư mục timing này. Thế là thiết lập cái thời gian chạy nó. Ở đây mặc định nó đang là fast, tức là nhanh. Thì mình có thể cho lên là very fast, rất nhanh. Hoặc là medium này, tức là bình thường. Chậm, rất chậm. Nếu giả sử mình cho là very fast chẳng hạn. Đó, thì nó chạy nhanh hơn đúng không ạ? Hoặc là mình cho đây là rất chậm chẳng hạn. Chậm này thì nó đấy, thầy cô để ý là nó bay rất chậm đúng không ạ? Tùy từng cái hiệu ứng chữ mà mình căn chỉnh cái này cho nó hợp lý thầy cô nhá. Thông thường mình cứ để phép này là hợp lý rồi thầy cô này. Đấy. Rồi tiếp theo là bây giờ mình sẽ thay cái dòng tiếp theo này, mình muốn là cái hiệu ứng chữ nó bay ra kiểu khác. Mình xóa bớt một dòng đi, mình muốn nó bay một kiểu chữ khác thì mình chọn. Đó, đây ví dụ như là mình chọn cái hiệu ứng Philip, tức là rơi chữ này. Đấy. Nào giờ mình xem này. Đó. Chữ nếu mà chữ nó rơi như này thì hơi chậm đúng không ạ? Thì hiệu ứng này thầy cô để cho cái chữ nó rơi nhanh đi. Thì mình vào cái timing này, mình chọn fast ở đây, mình chọn thành very fast thì nhanh hơn. Đấy, như vậy chữ nó sẽ rơi nhanh hơn. Rồi đây là mình đang để ở cái chế độ thầy cô bấm chuột này, đang ở chế độ tức là start on click, tức là khi mình bấm chuột thì chữ thì nó mới bay ra. Tức là thầy cô nào muốn nói một cái gì sau đó mình bấm chuột để chữ bay ra thì thầy cô cứ để mặc định như vậy đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần bấm tạo hiệu ứng thôi. Đấy, ví dụ chúng ta bấm là chào mừng các em đến với năm học mới chẳng hạn. Đấy, chúng ta bấm nó bay ra đúng không ạ? Đã đến với kênh học liệu gì thế chẳng hạn. Và nếu như thầy cô muốn là cái khi mà mình bấm vào like thì cái chữ này nó sẽ có luôn, thì thầy cô chỉ việc đúng không ạ? Bấm vào cái chữ dòng chữ đó, số mũi tên xuống và thầy cô bấm vào chữ Start with previous này, tức là nó sẽ bay ra cùng với lại cái slide. Còn cái thứ ba là Start after previous này, tức là nó sẽ là thầy cô đặt thời gian nó, tức là khoảng bao nhiêu giây, bao nhiêu phút chẳng hạn, thầy cô muốn là sau bao giây đấy thì nó mới chạy chẳng hạn, chữ ra thì thầy cô thiết lập. Đấy, ví dụ bây giờ mình muốn là nó ra luôn này, cùng với slide này khi mà trình chiếu ấy, khi trình chiếu slide lên nó bay ra luôn, thì mình chọn cái chế độ thứ hai này, Start with previous này. Đó, thì nó sẽ ra luôn thầy cô nhá. Thế còn cái kia là mình vẫn để ở cái chế độ là khi click chuột nó mới ra, thì mình phải bấm chuột nó mới ra. Đấy. Đó thì cách viết chữ đúng không ạ? Và tạo ứng cho chữ thì nó là như vậy thầy cô nhá. Đấy. Thì trong cái hiệu ứng này nó còn hiệu ứng nữa, thì hiệu ứng ví dụ như hiệu ứng màu đỏ này là cái hiệu ứng là chữ biến mất này thầy cô này. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo một dòng mới thì như thầy mình nói thầy cô chỉ cần bấm phím Ctrl
nhấn giữ phím Ctrl là mình dê xuống thôi. Đấy. Hoặc là mình copy mình paste được. Thì đây bây giờ mình để gỡ bỏ cái hiệu ứng này đi thì mình sẽ bấm vào mũi chuột này. Bấm chuột ở mũi tên này mình bấm chữ remote này đi. Như vậy là cái dòng này chưa có hiệu ứng này. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái dòng này là hiệu ứng là chữ biến mất. Thì ở màu đỏ này. Cứ bấm cái màu đỏ này. Đấy. Nhìn thấy cô muốn nhìn là nó sẽ biến mất kiểu gì chẳng hạn, nó thì mình chọn. Đấy. Đấy, ví dụ như vậy ạ. Bây giờ mình trình chiếu lên này. Đấy. Biến mất này. Bấm chuột để biến mất. Đây là mình đang để chế độ là bấm chuột để biến mất thầy cô nhá. Thế. Thế còn mà mình muốn để cái chế độ là lại là khi mà slide xuất hiện thì chữ cũng biến mất thì mình lại bấm vào start with clear này. Đúng không ạ? Ra nốt này. Đấy. Tức là ở đây nó có 3 hiệu ứng thì nó phải hết hiệu ứng này thì cái đấy nó mới lại ra được. Thấy không nhá? Mình muốn cái chữ này nó mất luôn từ đầu thì mình chỉ việc kéo hiệu kia cái hiệu ứng này mình để nó lên đầu này. Nhấn giữ chuột trái mình kéo lên, đấy. Thì nó sẽ mất luôn từ đầu, đấy thầy cô nhá. Đây là những cái cách mà để mình khi mình tạo trò chơi đấy. Thế còn cái hiệu ứng ở phía dưới này là cái hiệu ứng để mình tạo ra chủ yếu là để tạo ở cái phần trò chơi thôi. Cái phần chữ thì không mấy khi mình sử dụng cái này. Đấy, những cái này phần này sử dụng là những cái phần ảnh. Còn cái hiệu ứng màu vàng này là cái hiệu ứng mà chữ và hình ảnh nó sẽ vẫn được giữ nguyên. Tức là nó không có biến mất hay là bay ra như là cái hiệu ứng màu xanh màu đỏ. Và cái này chúng ta có thể là tạo ra cái hiệu ứng như là làm thay màu phông chữ. Ví dụ đang phông chữ màu xanh, ta có thể đổi thành phông chữ màu đen, màu đỏ. Hoặc là chúng ta có thể là tạo ra cái hình ảnh, ví dụ nó cuốn hình ảnh màu xoay tròn, rung, rồi lắc, vân vân. Thì nó cách tạo hiệu ứng thì nó cũng tương tự như cái hiệu ứng các hiệu ứng khác thôi. Thầy cô cứ chọn từng hiệu ứng một và mình thấy cái hiệu ứng nào hợp lý đẹp thì mình chọn thôi thầy cô nhé. Đấy, nếu mình không thích thì mình lại remote bỏ nó đi. Nó đang cái dòng này, giả sử dòng này nó đang có hai hiệu ứng, mình muốn để một hiệu ứng nào đấy thì mình xóa bỏ một cái này, mình bấm một dòng cho mình bỏ remote nó đi. Rồi cái phần chữ này là xong rồi cô nhá. Rồi phần chữ xong này, phần thứ tiếp theo là hướng dẫn chèn ảnh tĩnh ảnh động này, chỉnh sửa ảnh này, tạo hiệu ứng cho ảnh này, thì mình sẽ hướng dẫn thầy cô chèn ảnh tĩnh ảnh động chúng ta. Rồi bây giờ giả sử những cái slide này chúng ta muốn chèn một cái ảnh khác vào đây. Ở đây là mình đã định dạng cho cả slide nhưng bây giờ mình muốn chèn một cái ảnh mà nào đó vào đây này. Đó thì thầy cô vào cái thư mục Insert này. Vào cái thư mục Picture này. Đấy. Thầy cô lại tìm đến cái nơi mà thầy cô lưu trữ ảnh của mình. Chẳng hạn như đây là mình muốn chọn một cái ảnh này. Một cái ảnh chú chim này chẳng hạn. Thì mình bấm vào Insert, nó ra đây. Đó, như vậy thầy cô đang nhìn thấy ảnh chú chim này nó đang có một cái nền trắng này đúng không ạ? Nó lại che mất cái ảnh nốt nhạc này đi. Cái này nó lại hơi xấu, bây giờ mình muốn làm cái ảnh này nó là trong suốt đi. Thì mình sẽ làm như nào đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ bấm chuột vào cái ảnh này. Mình bấm vào chữ, thì cái chữ Format này nó hiện lên. Thì thầy cô bấm vào cái chữ Color này. Bấm một cái dòng thứ hai cuối cùng là set change pattern color này. Đấy, nó sẽ ra biểu tượng hình cái bút này, thì cô để cái bút này chỗ nền trắng, thì cô bấm đó. Như vậy nó sẽ tách cái nền đi rồi đúng không ạ? Đây là cách tách nền thứ nhất thầy cô nhá. Đấy, thì cô có thể tách cái nền đi rồi. Thì để ở đây nó rất là đẹp đúng không ạ? Nó giờ nó chỉ còn có một hình con chim với cái cây thôi. Đó. Bây giờ là cách tách nền thứ hai, mình sẽ lấy một cái ảnh khác nữa để cho thầy cô nhìn được rõ hơn này. Cái thứ hai ví dụ như là đây là hình con thỏ này. Đấy, bây giờ mình không tách ở đây nữa, mình muốn tách hẳn hết cái background đi, tức là tách sạch hết cái nền trắng này đi. Đó. Thì thầy cô vào cái mục Remote Background. Đấy. Thì thầy cô kéo cái ô vuông ra. Kéo cái ô đến đâu thì cái nền sẽ tách được đến đấy. Tùy vào chất lượng ảnh đấy cô nhé, những ảnh nào tốt thì nó sẽ tách hết, còn những ảnh nào mà kém thì nó sẽ không tách hết. Đấy, quét xong thì cô bấm chuột ra bên ngoài này. Như vậy còn mỗi con thỏ đúng không ạ? Sạch hết cái background màu trắng luôn.
Rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ thầy cô tha hồ trang trí. Đấy, thầy cô muốn lật trái lật phải ảnh thì thầy cô chỉ cần kéo để chuột sang hai bên thì thầy cô xoay thôi, lật sang nọ là bên kia thôi. Đấy. Đấy, như thầy cô thấy là mình cái tách cái nền kia thì nó vẫn còn cái viền trắng này đúng không ạ? Đấy, tách cái nền thì nó vẫn còn viền trắng này, nhưng cái remote background này này đấy, là nó sẽ tách sạch luôn. Thế nhưng mà cái remote background này là nó phải áp dụng cho những cái ảnh mà chất lượng nó tốt đó thì nó mới tách sạch được, còn nếu mà không tốt thì nó cũng sẽ không tách sạch được thầy cô nhé. Đó, đấy là cách mình up ảnh vào sau đó mình chỉnh sửa ảnh. Đây là ảnh tĩnh thầy cô nhá. Nếu bây giờ mình muốn chèn một cái ảnh động, bây giờ muốn chèn một ảnh động thì trước hết là thầy cô phải tải cái ảnh động về đã. Thì thầy cô có thể lên Google thầy cô gõ đúng không ạ? Ví dụ mình muốn tải ảnh con chim động chẳng hạn thì mình lên Google mình gõ là tải ảnh động con chim thì nó ra, thầy cô tải về thôi. Thì giờ đây mình sẽ tìm một cái ảnh động đi, cách insert ảnh vẫn như vậy thôi, nhưng mà thay vì ảnh tĩnh thì bây giờ mình sẽ tìm những cái kho mình ảnh động của mình. Rồi, ví dụ mình chèn ảnh động, ví dụ ảnh như này. Đó, cái ảnh này là ảnh của mình tự làm thầy cô này. Đấy. Insert vào mình chỉnh to nhỏ cũng như thế kia thôi, mình lật đi lật lại ngang dọc vẫn như vậy thôi. Nhưng cái ảnh động này thì mình phải trình chiếu lên mình mới nhìn được thầy cô nhá. Đây mình bấm vào trình chiếu này, đấy, khó thổi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chèn một cái ảnh khác nhé. Cái ảnh này để cài vào cái nền hình tivi thì đẹp hơn. Giờ mình sẽ chèn một cái ảnh con vật thôi. Đó. Ví dụ đây là mình chèn ảnh cái chú bướm này chẳng hạn. Đây. Chú bướm này bay chỗ này chẳng hạn. To nhỏ thầy cô tự thu tự phóng vào thầy cô nhá. Rồi bây giờ trình chiếu lên, đấy chú bướm đang bay thầy cô nhìn thấy chưa ạ? Đấy. Thì những cái ảnh động này trên mạng rất nhiều, thầy cô gõ vào tự tìm thôi thầy cô nhá. Đấy, như vậy là cách chèn ảnh tĩnh ảnh động nó đơn giản là như vậy thôi ạ. Thầy cô thao tác thực hiện đúng là được. Quan trọng là chúng ta cứ chuẩn bị sẵn tất cả những cái tư liệu này sẵn rồi, thầy cô sẵn làm, hoặc là trong quá trình thầy cô vừa làm thầy cô vừa tìm trên mạng cũng được. Rồi tiếp theo chỉnh là sửa ảnh, tạo hiệu ứng cho ảnh này. Rồi cái chỉnh sửa ảnh thì lúc nãy là mình đã hướng dẫn cho thầy cô là cái format cái là tách nền rồi đấy. Thì bây giờ tạo hiệu ứng cho ảnh này nó cũng giống như là tạo hiệu ứng cho chữ đúng không ạ? Thầy cô lại bấm vào cái ảnh nào mà mình định là cho nó bay nhảy kiểu gì đó, nó mình bấm vào chữ animation đây. Đó thì ở đây như mình đã nói cái phần màu trắng này này là thường sử dụng cho phần ảnh thì thầy cô có thể bấm đây. Đó này, ví dụ này, đó, nhảy đấy. Nhảy sang phải này. Đấy. Thầy cô muốn con thỏ nó nhảy sang phải đấy. Sau khi mà mình chọn rồi thì mình thầy cô nhìn cái chỗ mẫu trên màu đỏ, thầy cô có thể kéo di chuyển, ví dụ nó muốn nhảy thì kia này tận con thỏ nhảy tận ra đây chẳng hạn. Thì thầy cô kéo nó ra đây. Mình chỉnh chiếu thì mình bấm chuột này. Đấy, nó nhảy ra. Đấy. Muốn nhảy ra đâu thì mình kéo thầy cô ra, thì mình di chuyển. Đấy. Hoặc là mình muốn con thỏ này là khi cái slide xuất hiện, nó tự động nó nhảy thì mình lại bấm vào Start Video này. Đấy, thì con thỏ nó sẽ tự động nó nhảy. Đấy. Rồi. Hoặc là đây mình lại không muốn là cái ảnh con này nó bay nữa, mà nó đơn giản nó chỉ có xuất hiện bình thường thôi, hoặc là nó rung nó lắc một tí thì mình là chọn vào cái biểu tượng màu vàng này. Màu vàng là trong thầy cô chọn cái biểu tượng tether này. Đấy, bấm vào tether này thì nó hơi rung rung một tí đấy. Nếu thầy cô mà muốn cái ảnh này nó rung nhiều rung ít thì thầy cô vào cái thư mục chọn vào ảnh này, sổ mũi tên này xuống và chọn vào timing này. Đó. Ở đây cái mục repeat tức là lặp lại đấy, thì nó có thể lặp lại 2 lần 3 lần 4 lần vân vân, hoặc là khi cho đến khi kết thúc slide. Ở đây mình chọn là khi next slide hoặc next slide này, tức là phải đến khi mà mình chuyển slide khác thì cái ảnh này nó mới dừng. Đó thì mình bấm chuột đây này. Đấy. Nó rung đúng không ạ?
Thì đây mình mà muốn là nó rung luôn khi mà xuất hiện slide thì mình lại chọn sang cái chế độ là Start Clear này. Đấy. Thế bây giờ con chim này nó sẽ cứ thế nó rung thôi. Nó rung cho đến bao giờ mà khi mình next cái slide này đi. Đó. Đấy. Đấy, như vậy cái phần áp ảnh, tích ảnh động và hiệu ứng ảnh này xong thầy cô nhé. Rồi, phần tiếp theo là hướng dẫn chèn âm thanh vào từng file ảnh và chữ này. Chèn âm thanh vào từng file ảnh và chữ này. Đây bây giờ mình sẽ copy cái này, up một cái ảnh. Up một cái ảnh khác đi, lấy cái ảnh tĩnh cho nó nhìn cho nó dễ này. Giờ ví dụ mình lấy cái ảnh con khỉ này. Đấy. Mình remove bỏ cái background của nó đi. Để chỉ để lại một cái chú khỉ với cái cành cây thôi. Đấy. Để gọn vào đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ thêm cái phần nhạc vào chữ này. Thì thầy cô muốn thêm cái âm thanh nào vào chữ nào thì thầy cô bấm vào dòng chữ đó. Xong ở bên cái animation tên này thầy cô bấm cái chuột xuống. Thầy cô bấm vào chữ timing này. Thầy cô bấm sang mục effect. Ở đây đang no sound tức là không âm thanh. Thì thầy cô chọn âm thanh trong hệ thống của nó mặc định của nó là nó có một số âm thanh đây cho thầy cô đây rồi. Ví dụ tính click đi chẳng hạn, click chuột đấy. Đấy thì nó có chữ cạch này. Đấy, thì kiểu đấy cạch đúng không ạ? Hoặc là thầy cô muốn chèn những âm thanh khác do mình tạo ra ấy, thì thầy cô vào tham minh này, effect, thầy cô kéo xuống cái mục dưới cùng, kéo xuống cuối cùng other sound này tức là cái âm thanh khác. Thì thầy cô lưu ý là để chèn được cái âm thanh này thì cái đuôi âm thanh này phải là đuôi quay, thì thầy cô lại cần phải đổi cái đuôi nhạc MP3 sang đuôi quay, xong thầy cô mới chèn vào nhé. Đó, ví dụ như đây. Cái âm thanh đàn này này. Đấy. Đấy. Đấy thì nó chèn cho mình âm thanh khác rồi thì cô nhá. Đây là âm thanh từ bên ngoài máy của mình. Đó. Thì những cái dòng này tương tự như vậy, cách chèn âm thanh vào cái dòng này cũng tương tự như vậy. Bây giờ giả sử như vậy, mình thay cái âm thanh khác này, thay như này, effect này. Một cái tiếng này. Đấy. Bởi vì mình chọn hiệu ứng chữ là nó chạy từ nhát một cho nên là nó, cái tiếng nên nó chạy theo cái chữ ấy thầy cô nhé. Đây giả sử như thế này mình sẽ chọn âm thanh ở đây này. Cái này là nó chỉ có một hiệu ứng thôi. Đấy, thì nó cái tiếng nó không bị rè đấy đúng không ạ? Đấy thì tùy thầy cô nhé. Tùy thấy cô điều chỉnh. Đấy, đây là cách chèn âm thanh vào chữ. Thầy cô muốn chữ nào, giả sử như các cái câu hỏi tương tác thầy cô muốn chèn vào thì thầy cách chèn thầy cô chèn như vậy. Ảnh cũng như vậy thầy cô nhá. Bây giờ giả sử những cái ảnh này mà muốn có âm thanh thì thầy cô bấm vào ảnh và lại cũng bấm vào animation tên này. Animation này. Và mình tạo cho cái ảnh này một cái hiệu ứng như này chẳng hạn, nó phải có cái hiệu ứng mình tạo ra rồi thì thầy cô mới chèn được âm thanh vào thầy cô nhé. Đấy, sau khi cái hiệu ứng được rồi thì thầy cô lại vào chèn âm thanh tham minh này, effect này, âm thanh này. Đấy. Ví dụ cái chụp ảnh này chẳng hạn, đó trình chiếu lên đấy. Đấy, như vậy thầy cô nhé. Ảnh hay chữ thì chèn âm thanh đều như vậy, tức là mình phải cần tạo cho nó cái hiệu ứng trước, sau đó thì mình sẽ chèn âm thanh vào. Đấy. Rồi. Thì tiếp theo này là sẽ hướng dẫn thầy cô chèn video và audio vào slide. Đúng không ạ? Vừa rồi là mình chèn vào ảnh và chữ thôi. Bây giờ mình muốn chèn cái nhạc đúng không ạ? Hoặc là cái video là nó vào cả một cái slide như này. Thì đây mình bây giờ là mình sẽ chèn cái nhạc trước, mình thấy cô vào mục insert đúng không ạ,
nhìn sang cái mục audio này. Đấy, thì nó có ba cái dòng này. Dòng thứ nhất này là online audio, tức là những cái file nhạc trực tuyến trên mạng thì thầy cô máy phải có kết nối mạng thì mình mới chèn là thầy cô nhé. Thứ hai là cho chèn trực chèn trên cái máy tính của mình, âm thanh có sẵn trong máy của mình, tức là các file nhạc mình đã có sẵn rồi. Thì thứ ba là mình ghi âm trực tiếp. Đấy, ghi âm trực tiếp, thầy cô ghi âm trực tiếp vào. Thì đây là mình sẽ chọn một cái phim nhạc mà có xong sẵn, mình máy cũng có sẵn. Đấy, ví dụ như đây là cái Vào rừng hoa, bài Vào rừng hoa này thì bấm chuột vào bài, còn chọn bấm cái insert thì nó ra loa đây. Đấy, thì thầy cô có thể để nó ở chế độ, đúng không ạ, là start on click, tức là khi mình bấm thì là cái loa này mới hiện ra. Đấy, hoặc là start with previous này, tức là cái loa này nó sẽ hiển thị luôn cùng khi mà mình bấm trình chiếu cái slide này. Đó. Rồi thì thầy cô nó sẽ định dạng, đúng không ạ, thiết lập cái chế độ chạy cái audio này, thì thầy cô bấm cái file audio thì nó sẽ hiển thị ra chữ playback này. Thầy cô bấm vào playback. Đấy, thì mặc định của nó đây là on click. On click là gì? Tức là khi mình trình chiếu, mình bấm chuột vào đây thì nó mới chạy. Đấy. Thế thầy cô nhá. Hoặc là mình chuyển đến chế độ là automatic, tức là chế độ tự động. Tức là khi mà mình trình chiếu lên thì cái nhạc tự động chạy. Đó. Thì nó có hai chế độ, tùy vào cái ý đồ của thầy cô. Thầy cô có thể là chọn là nó tự động chạy, hoặc là khi thầy cô bấm chuột thì nó mới chạy, thầy cô nhé. Rồi, tiếp theo này là chèn về video, đúng không ạ? Thì thầy cô cũng bấm vào mục insert cạnh audio, thầy cô nhìn thấy video, thầy cô bấm vào chữ video. Video on my PC, video online. Online tức là chèn cái video trực tuyến thì phải cần có mạng. Video on my PC chẳng hạn, đây là. Đấy, mình sẽ chọn một cái video có sẵn trên máy mình đây. Thầy cô bấm insert video ra đây thì thầy cô có thể điều chỉnh nó to nhỏ tùy mình, đúng không ạ? Ví dụ mà video chất lượng tốt thì thầy cô có thể là cho nó kín cả cái slide này, kéo ra. Đấy. Và cái chế độ playback này nó cũng như audio, thầy cô có thể là chọn on click, tức là khi bấm chuột thì nó mới chạy, hoặc là khi tự động này thì mình chỉnh chiếu cái nó cũng sẽ tự động nó chạy. Rồi, ở đây xin lỗi thầy cô là nó đang có cái file nhạc này ạ, đang có hai file đúng không ạ? Đấy, đang hai file thì bây giờ mình sẽ dừng cái file này lại, thì mình không để cho nó là tự động chạy nữa, mà mình để cho nó là on click. Đấy, và mình để cái video này là tự động chạy khi mà trình chiếu. Đấy, thầy cô chưa, nó sẽ tự động nó chạy luôn. Đấy. Hoặc là thầy cô có thể lồng những cái hình ảnh vào, ví dụ đây là video thì mình có thể là để những cái nền phía sau là cái tivi chẳng hạn, thì mình có thể là tìm cái tivi, đúng không ạ, mình tìm cái ảnh tivi mình áp nó vào đó, tìm cái ảnh tivi. Hôm nay của mình là không biết có ảnh tivi không thầy cô ạ, thực ra là mình ít khi mình sử dụng ảnh. Đây có cái ảnh tivi đây rồi, cái ảnh tivi này là ảnh tải trên mạng này cô này. Đấy, thầy cô đây nó đang có nền trắng thì thầy cô sử dụng cái tách nền này, thầy cô tách ra set change pattern color color này. Đấy, tách ra, kéo to cái tivi ra một tí. Đấy, cắt cái video này gắn lại để cho nó lên trước cái anh tivi. Hoặc là khi mà thầy cô định chèn video, thầy cô sẽ tìm cái ảnh tivi trước, xong đấy thì mình mới chèn insert cái video vào, thì cái video nó sẽ để ở đằng trước cái tivi. Thế mình kéo đều vào tivi đó, như vậy là bây giờ video nó gọn tivi rồi. Đấy. Thế là như này là các em như là đang xem cái tivi đúng không ạ? Nhìn nó hấp dẫn hơn đúng không ạ? Hoặc là các thầy cô có thể kiếm những cái nền tivi khác. Đấy, ví dụ như mình này, mình format background mình tìm một cái nền tivi của mình để cho các thầy cô xem này. Nó sẽ đẹp hơn thế kia rất nhiều. Đấy, ví dụ như đây TV đây. Đấy. Như vậy bây giờ mình chỉ việc co cái video này vào đúng cái TV này của mình thôi. Đấy.
đẹp hơn rất nhiều đúng không ạ? Đó. Đó. Thầy cô có vẻ nhiều cách chèn này cô nhá. Đó, như vậy đây là trên đây là cái cách chèn video này. Cách chèn audio vào slide thầy cô nhá. Đó. Tiếp nữa, một cái cách nữa. Cái cách chèn âm thanh vào trực tiếp vào cái slide này. Đó. Thì ở cái slide thầy cô muốn chèn một cái, tức là khi mà nó chuyển một cái slide mới. Đúng không ạ? Mà thầy cô muốn là nó có âm thanh ngay khi xuất hiện slide này thì thầy cô sẽ vào cái thư mục transition này. Thì thầy cô nhìn thấy ở cái thư mục sao này. Thầy cô sẽ chèn một cái âm thanh nào vào đây cho nó. Cách chèn thì cũng như lúc trước ạ, thầy cô có thể chọn trên hệ thống hoặc chọn trên máy của mình. Nếu muốn chọn trên máy thì vào Azure sau này. Ở đây mình muốn chọn trên máy mình bấm đây thôi, bấm giả sử như mình muốn cái tiếng này, tiếng động này để hạn. Đấy, bây giờ chỉnh chiếu liền. Đấy. Đây cái có tiếng luôn đúng không ạ? Next trở lại nó có tiếng này. Mình chọn là tùy mình thấy cô nhá. Đấy, next trở lại là có tiếng này. Thì đây là cách để mình chèn âm thanh này cô nhá. Rồi. Tiếp theo nữa là cách hướng dẫn chuyển đến này, quay lại slide theo ý mình. Chuyển đến quay lại slide theo ý mình. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ở cái slide này. Đúng không ạ? Mình đang ở cái slide này. Thì bây giờ mình muốn chuyển đến cái slide số 4 hoặc chuyển lên số 5, số 6 chẳng hạn. Thích đến slide nào thì đến cái này thì và khi chúng ta thiết kế trò chơi chúng ta làm này rất là hay thầy cô này. Giả sử như mình đang thiết kế trò chơi mình muốn là xem cái người học người ta xem hướng dẫn thì mình có thể là làm cách này. Thầy cô chọn một cái biểu tượng mũi tên đi đây chẳng hạn. Mình để gọn một góc đây. Đấy. Giả sử đây, đây mình đánh ở đây là chữ là bài mới chẳng hạn. Bài mới ở đây thì bắt đầu từ trang số 4 đi chẳng hạn. Thì sau khi mình đánh xong thì mình sẽ bấm cái chuột để nó ra cái viền vuông này thầy cô nhá, viền liền này này. Và mình vào cái thư mục Insert, vào cái mục gọi Action. Thầy cô bấm vào chữ Hyperlink to cho nó sáng cái dòng này lên. Ở đây nó mặc định nó là Next Slide, tức là nó sẽ chuyển, khi bấm lên nó chuyển sang cái slide tiếp theo. Thì thầy cô sổ nó xuống này, bấm vào cái chữ mũi tên này cho nó sổ cái dòng này xuống. Thầy cô nhìn thấy chỗ slide này. Đấy, thầy cô muốn nó chuyển đến slide nào thì thầy cô bấm chọn. Thì giả sử bây giờ tôi muốn là từ cái slide số 1 này nó chuyển sang slide số 5. Đấy. Mình bấm số 5 mình bấm ok. Ok. Bây giờ mình chỉnh chiếu lên. Đúng không ạ? Khi mình đặt chuột đây nó sẽ biểu hiện mũi tay bấm này. Nó sang số 5 luôn. Đúng không ạ? Bây giờ giả sử như từ số 5 này đúng không ạ? Mà tôi lại muốn quay trở lại số 1. Thì cách làm tương tự đúng không ạ? Thầy cô chỉ cần cóp lại cái mũi tên này thôi. Cô dán vào cái chỗ này. Và bây giờ thầy cô lại vào Insert, vào Action. Thầy cô chuyển nó không phải số 5 nữa, bây giờ là thầy cô bấm vào slide. Thầy cô chuyển về cái bấm vào số 1 này. Ok. Giờ thì chiếu lên đúng không ạ? Mình bấm lại quay về số 1 rồi đúng không ạ? Bấm nó lại về số 5, bấm lại về số 1. Đó, nó chuyển luôn đến slide đấy thầy cô nhá. Nếu giả sử chỗ này mình có thể mình ghi là quay lại chẳng hạn. Quay lại trang bìa chẳng hạn. Đấy. Tùy thầy cô ghi gì hoặc là quay lại trò chơi, đúng không ạ? Vân vân. Đấy là cách đi và cách đến slide thầy cô nhá. Tiếp theo đây. Là hướng dẫn tạo hiệu ứng cho cả slide. Tạo hiệu ứng cho cả slide. Rồi. Thì ở đây đúng không ạ? Hiệu ứng cho chữ hình ảnh mình hướng dẫn rồi, bây giờ mình muốn tạo một hiệu ứng, tức là khi mà mình trình chiếu slide này lên này thì thay vì nó ra như này thì nó sẽ có một cái hiệu ứng gì đó, nó giống như mình mở một cánh cửa chẳng hạn. Thì thầy cô sẽ vào cái mục transition này. Thì đây nó ở trên cái PyVoice này nó hỗ trợ khá nhiều hiệu ứng đẹp mắt này. Đấy, ví dụ như hiệu ứng cửa này. Đấy. Nó đẩy ra. Thì thầy cô bấm trình chiếu. Đấy, nó sẽ hiển thị ra như vậy. Mình muốn nhanh hay chậm thì mình để ý cái giây bên này thầy cô này, mình điều chỉnh nhé. Đấy, vì đây ví dụ đây là 1 giây 40, mình có thể là 2 giây, 3 giây mình tăng lên tùy. Đấy, sang đây mình muốn một cái hiệu ứng khác chẳng hạn. Ví dụ như đây hiệu ứng mở màn này chẳng hạn. Đó, đây hiệu ứng này mình hay dùng mà khi vào bài mới đấy. Ở đây 6 giây nó hơi chậm, mình để cho 3 giây thôi. 3 giây thôi. Thì đây thầy cô xem này. Hiệu ứng thứ nhất này, mở này, mở màn này.
Đây, hiệu thứ hai của bạn này. Đấy. Rồi. Cái thứ ba này là hiệu ứng, ví dụ hiệu ứng lật quyển sách chẳng hạn. Đấy. Hiệu ứng con chim này, nó nhiều thầy cô hỏi là mình là cái hiệu ứng ấy, cái con chim này là ở đâu ra, thì cái này nó là trên Office 2013 nó có, là thầy cô cứ cài lên cái bản Office 2013 là thầy cô có cái hiệu ứng này. Đúng không ạ? Đấy. Thì thay vì nó ra luôn này, nó có những hiệu ứng này thì nhìn nó hấp dẫn hơn đúng không ạ? Đấy. Chim này. Đó. Thế như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn thầy cô 7 cái kỹ năng cơ bản. Thì khi thầy cô mà thông thạo được 7 cái kỹ năng này, thầy cô hoàn toàn có thể thiết kế được những cái bản giáo án như ý của mình. Đúng không ạ? Thì ở cái slide này, như thầy cô nhìn ở đây là mình nói thêm ở cái slide này. Thầy cô nhìn đây là nó có những cái ảnh động, đúng không ạ? Những bông hoa, những ngôi sao, đây là những cái ảnh động đấy thôi. Đó. Thì thầy cô chỉ việc, đây này nó giống như cái ảnh này, thầy cô tải trên mạng về thôi. Tải trên mạng về thôi, hoặc là thầy cô có thể là nghiên cứu mày mò tự tạo ra những cái ảnh động mình qua những cái phần mềm. Ví dụ như là qua Adobe After Effects chẳng hạn, nó có thể tạo ra những cái ảnh động. Nhưng mà đấy là cần phải những kỹ năng cao hơn một chút, đúng không ạ? Thì thầy cô chèn vào thì nó sẽ ra thôi. Thì trên đây là toàn bộ những cái hướng dẫn của mình về các cái thiết kế cái bài giảng trình chiếu trên PowerPoint. Mong rằng là cái video hướng dẫn này nó sẽ giúp ích cho các thầy cô và giúp cho thầy cô tạo những cái bài giảng nó phong phú sinh động, giúp cho các em học sinh có những cái trải nghiệm tốt nhất trong cái giờ học của mình. Xin được cảm ơn quý thầy cô các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn rất nhiều.